Question 28. A unlicensed subdivider may perform all of the following activities, except A. Hire a real estate salesperson to sell lots in the subdivision. B. Hire a real estate broker to set up a sales office to sell lots in the subdivision. C. Hire a publicity agent to promote the subdivision. D. Buy the land adjoining the subdivision in order to block a competitor. Correct answer is B. Hire a real estate broker to set up a sales office to sell lots in the subdivision. Someone who is not a licensed real estate broker cannot hire a salesperson to perform duties for which a real estate broker license is mandatory. Unlicensed subdividers cannot directly sell or offer to sell lots. However, they can hire licensed professionals like salespeople or brokers to handle those activities, and they can engage in other peripheral actions like promotion through publicity agents or buying adjoining land. Câu 28. Người chia lô đất không có giấy phép được thực hiện tất cả các hoạt động sau đây, ngoại trừ A. Thuê nhân viên kinh doanh bất động sản bán lô đất tại phân khu. B. Thuê môi giới bất động sản làm văn phòng kinh doanh bán các lô đất tại phân khu. C. Thuê một môi giới công khai để quảng bá phân khu. D. Mua đất liền kề phân khu để ngăn ngừa đối thủ cạnh tranh. Câu trả lời đúng là B. Thuê môi giới bất động sản làm văn phòng kinh doanh bán các lô đất tại phân khu. Một người không phải là sàn môi giới bất động sản được cấp phép không thể thuê nhân viên bán hàng để thực hiện các việc mà bắt buộc phải có giấy phép sàn môi giới bất động sản. Người chia lô không có giấy phép không được trực tiếp bán hoặc đề nghị bán lô. Tuy nhiên, họ có thể thuê các chuyên gia được cấp phép như nhân viên bán hàng hoặc sàn môi giới để xử lý các hoạt động đó và họ có thể tham gia vào các hoạt động ngoại vi khác như quảng cáo thông qua các môi giới hoặc mua đất liền kề.